mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình đã quay trở lại với một video swatch các tông son đất đá mua nhất nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên là một cây son đến từ Too Cool For School. Đây là một cây son velvet với packaging khá cute và chất son rất tuyệt. Son lên màu chuẩn và mịn, không bị khô. Điểm trừ duy nhất chắc sẽ là cọ son. Mình có cảm giác đầu cọ son sẽ gãy nếu mình ấn mạnh quá. 05 Coral Mousse là một màu đỏ cam đất thiên cam nhiều hơn. Mình tưởng tượng đây là một màu son tuyệt vời khi các bạn make up mắt nâu và đeo kính kiểu thư sinh. Nhưng mà đấy là mình tưởng tượng thế thôi, nhưng mà màu này sẽ hợp với mọi loại da và mọi hoàn cảnh nhé. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Let me take up all the love you're showing. I need it more than air. And you know that I've been suffocating. You could be the one to help. Tiếp theo là một cây son tin bóng đến từ nhà Roman, dòng son Juicy Lasting Tint rất nhẹ môi, độ lên màu đậm chuẩn và stain môi rất là kinh. Son có độ bóng căng mọng, nhìn rất đầy và xinh. Mình đặc biệt thích thiết kế son rất đơn giản nhưng vẫn đẹp và cá tính. 13 East Dorothy là một màu đỏ cam có một chút đất. Màu này sẽ hợp với hầu hết mọi loại da và mọi hoàn cảnh. Vì là son bóng nên các bạn môi khô cũng có thể dùng mà không phải lo lắng quá nhé. I wish we were living in my dreams, 'cause in another world you'll come with me and we'd be out of sight, out of mind, driving windows down with your hand in mine. Out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of mind, out of sight, out of mind, driving windows down, we could take our time. Out of sight, out of mind, out of sight, out of mind. Sau đó ta có một ứng cử viên high-end đến từ Shuemura. Nếu đã theo dõi channel của mình thì chắc các bạn cũng đã nhìn thấy mình review cây son này vài lần. Tuy độ lì cực mịn và xinh, son lại hơi khô sau một vài tiếng sử dụng. Tuy nhiên son lên màu chuẩn với một quẹt. Burberry 781 là một màu nâu đất cực xinh và cool ngầu. Chỉ cần make up một chút và dùng cây son này thì chuẩn, không cần chỉnh nhé. Feel love for the first time. I just wanna love something about me. See something to open my eyes. Don't wanna be the only one with a house key. Have something I'm proud of. I wish we were living in my dreams, 'cause in another world you'll come with me and we'd be out of sight, out of mind. Drive your windows down with. Tiếp đến là một màu son khá nổi tiếng từ 3CE. Chất son velvet của 3CE khá mịn và lên màu chuẩn. Son rất nhẹ môi và có độ lì tự nhiên và rất xinh. Ăn uống sẽ vẫn bị dây da nhưng son sẽ phai đều khi ăn. Top là một màu đỏ nâu đất rất tôn da và dễ dùng. Tuy nhiên thì mình không thích packaging của son lắm, nhìn khá là rẻ tiền. Why does it hurt so bad? So bad to lose something I never had. Never had. Giorgio Armani Lip Maestro cũng nổi tiếng với chất son đỉnh và màu đậm chuẩn. Chất son lên môi mịn và rất dễ tán, không hề bị khô hay bị khó chịu ở trên môi. 200 là một màu đỏ trầm đất rất sang trọng và lạ, dễ hợp hơn với các bạn da sáng một chút. Và khi dùng màu này thì các bạn cũng nên make up mắt một chút để toát được hết vẻ đẹp của màu son này nhé. Deja, who strings me along? I put you in a music box, tried to move on. You're still playing hard strings and I'm still singing your song. Deja, who strings me along? Put you in a music box, try to move on. You're still playing heartstrings and I'm still singing your song. Imagination wide.
Sau đó chúng ta có dòng son Zero Velvet Tint đến từ Roman. Mình cực thích packaging của cây son này, rất đơn giản nhưng cực đẹp. Vỏ son sờ sẽ cảm thấy một độ lì khá mịn và son cầm cũng rất chắc tay. Mình thấy chất son của bạn này thì ổn, không tệ nhưng cũng không xuất sắc. Tuy nhiên son có bảo màu cực đẹp và hợp với da của người châu Á chúng mình nhé. 06 Deep Soul là một màu đỏ đất rất đẹp và có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh. Đánh nhẹ sẽ thích hợp để đi học hay đi chơi với bạn bè, còn đánh đậm có thể dùng đi tiệc hay những event quan trọng nhé. Cuối cùng là cây son đến từ Black Rouge, dòng son Cream Matte Rouge. Mình đã review dòng son này một lần trong video Slot Son MLBB. Cá nhân mình khá thích thiết kế và concept của bộ sưu tập này. Tuy nhiên mình bị thất vọng với chất son và cọ son. Nếu để ý bạn có thể thấy cọ son rất lỏng lẻo và vì điều đấy khiến việc thoa son khó đều. Chất son thì lì nhưng kiểu lì bột khó bắt môi. Vì son lên màu rất chuẩn và đậm nên sẽ khó để tán đều khi chất son khô và lì bột như vậy. Tuy nhiên son tương đối rẻ nên mình không quá khó. CM05 là một màu đỏ trầm rất quyến rũ và cá tính. Màu này sẽ phù hợp với mọi loại da và mọi hoàn cảnh nhé. Và hôm nay video của mình sẽ dừng ở đây. Mong các bạn có thể lựa ra một màu son ưng ý trong list son vừa rồi. Các thông tin sản phẩm và link mua hàng mình sẽ để dưới description box cho bạn nào quan tâm. Và đừng quên comment xuống cảm nhận của các bạn về video này và ý tưởng cho các video sau nhé. Bye bye mọi người.